Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân nên hạn chế trồng su hào bắp cải giáp vụ xuân, tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Hưng Yên có thêm 40.000 người được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo. Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh Hải Dương gieo trồng được khoảng 21.000 ha rau màu, trong đó có 12.000 ha rau, 6.400 ha hành tỏi, 1.300 ha cà rốt, còn lại là ngô, khoai tây. Huyện Kinh Môn, Nam Sách và Tứ Kỳ vượt kế hoạch, giá các loại rau màu khá ổn định, đạt trung bình từ 3 đến 6 triệu đồng một sào. Riêng rau súp lơ, rau cải, muối dưa và các loại rau gia vị giá bán cao hơn rau su hào, bắp cải, trung bình một sào thu từ 5 đến 9 triệu đồng. Hiện nay nhiều địa phương bà con thu hoạch xong lứa rau thứ nhất và thứ hai lại tiếp tục trồng lứa rau thứ ba. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích trồng các loại rau ăn lá để phục vụ cho thị trường dịp Tết Nguyên đán, hạn chế trồng su hào, cải, bắp giáp vụ xuân, tránh tình trạng cung vượt cầu. Nhằm liên kết sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ phát triển lên thành sản xuất hàng hóa tập trung, năm 2018, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tập trung hướng dẫn thành lập nhiều hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện Tiên Lữ có 26 hợp tác xã, bao gồm 15 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 11 hợp tác xã kiểu mới. Trong năm 2018, huyện đã tập trung hướng dẫn các địa phương thành lập được 8 hợp tác xã kiểu mới là hợp tác xã Nấm Thành Yên xã Trung Dũng, hợp tác xã Nấm xã Minh Phượng, hợp tác xã Nông nghiệp Anh Thảo, hợp tác xã Rau An Toàn Chiến Thắng, hợp tác xã Nhãn Lồng Mai Ngọc, hợp tác xã Nhãn Trường An, hợp tác xã Cây Ăn Quả xã Nhật Tân, hợp tác xã Dịch vụ Công nghiệp Tổng hợp Hoàng Phát. Các hợp tác xã kiểu mới ra đời để đi vào hoạt động ổn định có hiệu quả. Thông qua đó, giúp cho các thành viên tạo được mối liên kết sản xuất, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, không còn lo bị ép giá. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã nêu cao ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế và giảm nghèo. Theo đó, Hội Cựu Chiến binh huyện đã triển khai nhiều biện pháp phong phú, đa dạng như đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên hiểu rõ được mục đích và ý nghĩa của công tác giảm nghèo, từ đó tham gia thực hiện, đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, duy trì 102 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 92 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 3.500 hộ hội viên được vay vốn để phát triển sản xuất, mua phân bón, con giống các loại. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều buổi tham quan mô hình về trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, mô hình lúa cá, giúp hội viên nâng cao kiến thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, huyện có trên 4 trang trại, 40 gia trại làm kinh tế do hội viên, Hội Cựu Chiến binh làm chủ. Đối với chiến binh tôi thì cũng đã tiếp tục là phối hợp cùng với các cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cái dự án vay để cho các cái hộ viên, mà chính nhất là các cái hộ viên nghèo, cận nghèo, các đối tượng trách vay các cái chương trình cho vay của ngân hàng, tổ chức các cái cuộc tham quan học tập các cái mô hình, trước tiên là các cái mô hình trên địa bàn của huyện để cái gì mình vận dụng được. Bên cạnh đó, những cái đồng chí có điều kiện phát triển mà cao hơn thì học tập ở trên các cái huyện bạn, tỉnh bạn. Năm 2018, Hội Cựu Chiến binh huyện chỉ còn 139 hộ nghèo, giảm 1,8%. Số hộ cận nghèo còn 206 hộ, giảm 2,77% so với năm 2017. Nhiều cựu chiến binh là tấm gương sáng ở địa phương, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển được hình thành đã và đang tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, thu hút nguồn vốn đầu tư và tạo việc làm cho người dân. Đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển và 58 khu công nghiệp tập trung ven biển được thành lập. Kinh tế biển cũng là hướng phát triển của tỉnh Thái Bình. Mục tiêu của tỉnh Thái Bình là xây dựng khu vực ven biển trở thành trọng điểm về kinh tế, bao gồm các khu cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đô thị, nuôi trồng và đánh bắt hải sản, đóng tàu, vận tải biển, kinh doanh và dịch vụ cảng biển.
trên cơ sở phát huy lợi thế tiềm năng về đất đai, bãi triều, mặt nước, than, khí mỏ trên địa bàn tỉnh và gần sân bay, cảng nước sâu Hải Phòng, thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, đô thị thuộc địa bàn huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy. Đặc biệt, với việc Thủ tướng Chính phủ thành lập khu kinh tế Thái Bình, phê duyệt đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình sẽ là tiền đề và cơ hội phát triển mới cho tỉnh Thái Bình trong tương lai nhằm phát triển kinh tế xã hội nói chung và khai thác tài nguyên biển nói riêng. Trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hiện có trên 4.600 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho 12,6 nghìn lao động, trong đó có trên 330 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ. Hiện nay, nhiều cơ sở may công nghiệp trên địa bàn huyện Giao Thủy đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo dây chuyền hiện đại. Cùng với đó, các ngành nghề là nghề truyền thống, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, thêu gen, cơ khí, chế biến hải sản, tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Nếu như năm 2017, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Giao Thủy đạt khoảng 940 tỷ đồng, thì riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017. Thì cái công việc của chúng tôi thì nói công việc nó đặc thù về sản xuất về cái dịch vụ hậu cần nghề cá. Cái thuận lợi thì bây giờ là chúng tôi thì bây giờ là cái nghề ngành nghề địa phương, ngành nghề đặc thù thì bây giờ là người địa phương chúng tôi cũng tận dụng là tất cả những cái anh em đây là bà con nông nhàn này xuống đây để cùng với anh em nhà để kết hợp để xây dựng nên một cái cơ sở để nội dung là cái thuận lợi chúng tôi là cái thuận lợi người dân địa phương. Cho nên là mình cái công việc này công việc của những gia đình chúng tôi là gia đình truyền thống cho nên là làm ở đây là nó gần gũi tất cả mọi cái nó cũng thuận tiện. Với sự khuyến khích tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các cấp kết hợp với sự nhạy bén, quyết đoán và mạnh dạn trên thương trường của các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của toàn huyện Giao Thủy trong thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng khá, từ đó giúp cơ cấu kinh tế của huyện phát triển theo tinh thần nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16 đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế, bổ sung đối với hai nhóm dân cư thuộc đối tượng của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó quy định hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, các chức sắc tôn giáo thuộc tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có trên 40.000 người từ 60 đến 80 tuổi và gần 400 chức sắc tôn giáo chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và áp dụng cho giai đoạn 2019-2020. Tổng nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ trong một năm cho bốn đối tượng này là trên 30 tỷ đồng. Như vậy sẽ nâng số người ở tỉnh ta được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế lên gần 618.000 đối tượng. Chủ trương này thể hiện sự ưu đãi của tỉnh đối với các bộ phận dân cư và giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thụ hưởng những chính sách dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 91,5% vào năm 2020. Thời tiết những ngày qua rét đậm rét hại, kết hợp với khí hậu khô hanh đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của con người, đặc biệt là người già và trẻ em do sức đề kháng kém. Tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận số ca vào viện cấp cứu tăng cao bất thường, chủ yếu là các bệnh liên quan tới đường hô hấp của trẻ em, cao huyết áp và tim mạch người cao tuổi. Trong vòng một tuần qua, tại khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Yên Phong luôn quá tải bệnh nhân, trung bình mỗi ngày có từ 2 đến 3 bệnh nhân phải vào viện cấp cứu với các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cấp, tim mạch, cao huyết áp có nguy cơ tai biến. Không chỉ có người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà số trẻ em phải nhập viện cũng tăng cao. Nếu như trước đây, mỗi ngày khoa nhi của Trung tâm Y tế Yên Phong tiếp nhận từ 5 đến 7 trường hợp vào viện, thì những ngày này khoa tiếp nhận từ 10 đến 12 bệnh nhi vào viện. Các bệnh lý phổ biến là cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi, viêm đường hô hấp. Trong đó, đáng chú ý nhất là tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp khiến trẻ bị viêm họng, viêm xoang, viêm amidan, viêm phổi. Những bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị suy hô hấp và nguy cơ dẫn đến tử vong. Do lượng bệnh nhân tăng trung bình mỗi ngày, trung tâm đón tiếp gần 900 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.
trong đó số bệnh nhân nằm viện là trên 100 bệnh nhân. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong đã tăng cường công tác phục vụ đón tiếp bệnh nhân, bổ sung thêm số giường bệnh và các thiết bị giữ ấm cho người bệnh để người bệnh có được điều kiện chăm sóc tốt nhất. Tôi đã xây dựng kế hoạch là tập trung về nhân lực cũng như là thuốc men để đảm bảo tốt cái công tác khám chữa bệnh cho người bệnh. Và mặt thứ hai nữa là để đảm bảo cái điều kiện ăn ở cho người bệnh thì chúng tôi đã tăng cường các cái đệm cũng như là các phòng ốc để đảm bảo chống rét cho người bệnh điều trị nội trú. Và đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú thì chúng tôi cũng tăng cường các cái điều kiện thuận lợi để mà đảm bảo cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Thí dụ như là chúng tôi đã tăng cường cái vấn đề về nước ấm cho người bệnh cũng như là các cái bệnh nhân cấp cứu có thể là tăng cường các cái lò sưởi cũng như là các cái phòng ốc đảm bảo cái điều kiện tốt nhất cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Để chủ động phòng bệnh cho người già và trẻ nhỏ, nhất là trong những ngày giá rét như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo cần giữ đủ ấm, nhất là miệng, mũi, cổ và chân bằng việc tránh ra ngoài và đảm bảo không khí ấm áp trong phòng. Khi bị ho kéo dài, cần đưa người bệnh đến phòng khám chuyên khoa để được các bác sĩ can thiệp, không nên tự điều trị tại nhà dễ biến chứng, khiến bệnh tình nặng hơn, khó điều trị. Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần Quân y 3 tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc tư vấn sức khỏe cho các đối tượng gia đình chính sách tại xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 300 đối tượng thuộc gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên được các thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 5 khám sàng lọc các bệnh thông thường như tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, xương khớp, đồng thời được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tổng giá trị của chương trình là gần 90 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 5. Chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, từ đó góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Cũng trong dịp này, Bệnh viện Quân y 5 và Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hà Nam đã trao tặng 90 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã. Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm túc quy định về hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và các chính sách quy chế đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, năm 2018, tổng số trẻ mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa là 8.243 trẻ, trong đó kinh phí đã chi trả hơn 4,1 tỷ đồng. Hiện tại, tổng số giáo viên còn thiếu trên địa bàn tỉnh, theo thông tư 06-2015 Liên Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ là 2.289 người. So với tỉnh giao, tổng số giáo viên hưởng chính sách còn thiếu là hơn 300 người. Trong năm 2018, các phòng giáo dục đào tạo huyện, thành phố đã tuyển giáo viên đủ theo định mức tỉnh giao. Cùng với đó, quá trình thực hiện quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang gặp phải vướng mắc do quy định hiện hành yêu cầu giáo viên phải có trình độ ngoại ngữ tin học, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hưởng ứng chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh và đáp ứng yêu cầu cao hơn của người tiêu dùng về chất lượng thực phẩm. Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại Bắc Bình chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đưa ra thị trường những thực phẩm an toàn mang thương hiệu Bữa ăn an toàn tại cửa hàng số 61 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Sau khi đưa thành công sản phẩm thịt lợn thảo dược ra thị trường Bắc Ninh và được nhiều người dân sử dụng đánh giá cao về quy trình chăn nuôi không sử dụng chất tạo nạc, không dùng kháng sinh, tăng trọng theo tiêu chuẩn sản xuất thịt lợn sạch, Công ty Bắc Bình tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm rau củ quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm không chất tăng trưởng, không chất kháng sinh, không chất bảo quản, an toàn về sức khỏe, được cấp chứng chỉ Việt Gáp và tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000. Hiện nay, Bắc Ninh đang khuyến khích đầu tư phát triển các mô hình sản xuất sạch, nhất là đối với mặt hàng nông sản như rau sạch, thịt sạch. Việc doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thịt lợn và rau củ quả sạch sẽ tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có thêm nhiều lựa chọn trong sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định thường khuyến cáo đến người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp.
Tuy nhiên thực tế, người nông dân lại không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp này. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, việc người nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong một lần phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng là rất phổ biến. Nếu việc pha trộn không theo hướng dẫn, có thể làm giảm hiệu lực của thuốc, gây độc hại cho cây trồng, môi trường và cho chính người sử dụng. Toàn tỉnh hiện có trên 100.000 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng lúa duy trì mỗi vụ trên 77.000 ha. Trung bình mỗi năm, người nông dân sử dụng trên 100 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại để phòng ngừa sâu bệnh. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách, không những hạn chế hiệu quả phòng trừ sâu bệnh mà còn đang tác động không nhỏ đến môi trường và sức khỏe của con người. Cuối năm là thời điểm mà các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng biên phòng tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động này. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp mà trong thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã phát hiện một số phương tiện vận chuyển quặng trái phép, trong đó đã thu và bắt giữ một phương tiện, xử phạt chủ phương tiện 74 triệu đồng, thu trên 1.150 tấn quặng và đã tổ chức đấu giá thu nộp ngân sách cho tỉnh hơn 300 triệu đồng. Tập trung đi sâu vào các cái địa bàn trọng điểm, rồi là các cái đối tượng trong cái diện mà quản lý theo dõi mà có cái dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là vấn đề là kinh doanh hàng giả, hàng nhái, rồi là hàng kém chất lượng. Rồi chúng tôi phối hợp với lại Chi cục Quản lý thị trường cũng như là các cái thành viên chỉ đạo của 389 để tổ chức tấn công trong một thời gian cao điểm cuối năm này. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không chỉ là nỗi lo của người tiêu dùng mà còn là yếu tố làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, ngoài việc phối hợp giữa các ngành thì rất cần nâng cao trách nhiệm, đạo đức và nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện, bởi nếu không có những điều này thì rất dễ bỏ lọt hoặc tiếp tay cho các loại tội phạm trong thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ ngày 8 tháng 10 năm 2018, Công an thành phố Hải Dương đã triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố. Sau gần 3 tháng triển khai thu thập thông tin dân cư, tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố, lực lượng công an đã tiến hành thu thập được trên 190.000 trường hợp, đạt tỷ lệ hơn 80%. Đặc biệt trong những ngày này, công an các xã, phường đang đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo đến từng hộ dân, tiếp tục đi mời người dân tập trung tại các nhà văn hóa khu dân cư để hướng dẫn kê khai, vào phiếu thu thập thông tin dân cư, đảm bảo thuận lợi, không gây phiền hà cho công dân. Công an cơ sở đã chia ra nhiều khoảng thời gian trong ngày để công dân ở mọi ngành nghề đều thuận tiện trong việc kê khai. Ngoài việc trực tiếp đi vận động, phát loa di động, tổ chức họp dân, nhiều xã, phường còn phát trước tờ khai mẫu để người dân tham khảo trước khi kê khai thông tin với bộ phận ghi phiếu. Mặc dù vậy, theo số liệu thống kê thực tế của lực lượng chuyên môn, trong tổng số trên 190.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, vẫn có khoảng 5.000 phiếu thông tin chưa đầy đủ hoặc có sai lệch. Đây chính là những vấn đề đã được Công an thành phố lên phương án giải quyết ngay sau khi hoàn thành quá trình thu thập thông tin dân cư vào cuối tháng 12 này. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác cấp điện phục vụ khách hàng, đảm bảo tính liên tục, tin cậy. Vừa qua tại lưới điện khu dân cư Vũ Ninh, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, lần đầu tiên tại các tỉnh phía Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức trình diễn sửa chữa điện nóng hotline trên đường dây trung thế. Tham gia thực hành trình diễn sửa chữa điện hotline trên đường dây trung thế là 8 công nhân của Công ty Điện lực Bắc Ninh. Đây là những công nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400 công nhân ngành điện trong tỉnh, trải qua quá trình đào tạo huấn luyện 3 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và vừa vượt qua đợt kiểm tra sát hạch bước 3 sửa chữa điện hotline năm 2018 tại thao trường thực hành trạm biến áp 110 kV Yên Phong 2 Bắc Ninh và được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cấp chứng chỉ. Khác với trước đây, mỗi khi thực hiện thao tác trên lưới điện, đơn vị sửa chữa phải đến kiểm tra làm thủ tục, chờ cho phép cắt điện mới được tiến hành sửa chữa, thì giờ đây các công nhân của đội hotline thao tác trực tiếp ngay trên lưới điện đang mang điện. Với kiến thức, kỹ năng được đào tạo bài bản, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, các công nhân hotline của Bắc Ninh đã trình diễn phần sửa chữa thay sứ trên lưới trung thế, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đúng quy trình kỹ thuật, được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.